Chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube Báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4, theo một lãnh đạo ngân hàng nhà nước, cơ quan này đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy, sau 11 năm gián đoạn, ngân hàng nhà nước quay trở lại việc tổ chức đấu thầu vàng miếng. Việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng trở lại được kỳ vọng sẽ dần kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Cũng theo nhà lãnh đạo này, ngân hàng nhà nước sẽ gửi thông báo trước một ngày đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu. Các đơn vị trên có 30 phút để quyết định, khối lượng và giá mua. Một tiếng sau khi đóng thầu, ngân hàng nhà nước sẽ công bố kết quả. Các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu, muộn nhất vào 17 giờ ngày nhận thông báo thầu. Hiện có 26 đơn vị gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với ngân hàng nhà nước. Trong số đó, đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu, loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Đại diện một số ngân hàng thương mại cổ phần cho hay, việc ngân hàng nhà nước lấy vàng trong kho dự trữ ngoại hối ra tăng cung để bình ổn thị trường mà chưa cấp phép nhập khẩu vàng là hợp lý trong bối cảnh tỷ giá tăng cao và dự trữ ngoại hối có hạn hiện nay. Trước đây, phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng trao thầu. Khi đó, giá vàng SCG vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng một lượng. Cuối giờ sáng ngày 15 tháng 4, giá vàng miếng SCG trong nước vượt qua mốc 85 triệu đồng một lượng khi giá vàng thế giới vọt lên trên 2.358 USD trên ounce. Tranh lệch giữa giá mua, bán vàng trong nước tăng lên mức cao chưa từng có là hơn 3 triệu đồng một lượng. Thực tế này tạo ra rủi ro lớn đối với người mua vàng. Cuối giờ chiều ngày 15 tháng 4, giá vàng SCG ở mức 82,1 triệu đồng một lượng mua vào và 84,1 triệu đồng một lượng bán ra. Tranh lệch mua vào bán ra thu hẹp về mức 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng trong nước hạ nhiệt tăng chậm lại do giá kim loại quý thế giới cũng tăng chậm lại. Gần 16 giờ, giá vàng thế giới tăng 3,4 USD trên ounce, giao dịch tại mức 2.347,3 USD trên ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng miếng SCG khoảng 12,3 triệu đồng một lượng. Với giá bán ra hiện nay, vàng miếng SCG vẫn cao hơn thế giới, gần 14 triệu đồng một lượng. Vàng là tài sản được nhiều người dân Việt Nam quan tâm. Trong 3 tháng đầu năm, vàng tăng 15-22% và là kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời vượt xa gửi tiết kiệm ngân hàng, chứng khoán. Tỷ suất sinh lời của vàng cao hơn nhiều so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng, đồng thời cũng cao hơn mức tăng gần 13% của VN Index hay VN30 Index trong 3 tháng đầu năm. Liên quan đến thị trường vàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà hôm 12 tháng 4 cho biết, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước, giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, tranh lệch cao với giá quốc tế. Để ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp và thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên toàn quốc vào các năm 2022-2023. Thứ nhất, đối với thị trường vàng miếng, nhà điều hành tiền tệ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới. Thứ hai, với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ. Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan để yêu cầu doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Đối với hoạt động thanh tra, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành đã thành lập xong đoàn thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng 4. Việc Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng là cung ứng vàng ra thị trường, điều này cũng đồng nghĩa với việc hút đồng Việt Nam đồng về. Việc bán vàng hút tiền Việt Nam đồng về cũng được xem là một biện pháp thắt chặt tiền tệ, giúp thanh khoản bớt dư thừa, qua đó giúp tỷ giá USD Việt Nam đồng sẽ bớt căng. Giá vàng trong nước sẽ thu hẹp khoảng cách so với giá vàng thế giới. Như vậy, việc cung ứng vàng ra thị trường kỳ vọng sẽ đạt được hai mục tiêu, vừa giảm tranh lệch giá vàng miếng SCG, vừa hạ nhiệt tỷ giá. Tỷ giá USD gần đây liên tục leo thang và hôm 15 tháng 4 đạt đỉnh cao lịch sử, 25.300 đồng trên một USD tại Vietcombank. Đại diện một công ty chứng khoán tin rằng giá vàng miếng SCG sẽ giảm mạnh hơn do nguồn cung vàng chắc chắn sẽ được cải thiện. Cũng theo đại diện công ty chứng khoán này, giá vàng có thể còn giảm do doanh nghiệp đóng cửa. Hoạt động đầu cơ kích giá vàng có thể được kiềm chế lại. Mức tranh lệch giá mua bán vàng có thể được rút ngắn lại. Trên thực tế, cách đây hơn thập kỷ, giới đầu tư chứng kiến hiện tượng một số doanh nghiệp vàng cho gần như toàn bộ nhân viên nghỉ đi du lịch sau mỗi đợt sốt nóng. Thị trường vàng mỗi khi bùng nổ đều mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Sau đó, khi các cơ quan quản lý đi vào cuộc ổn định, cũng là thời điểm các cửa hàng cho nhân viên đi nghỉ mát. Hôm 12 tháng 4, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngay trong tháng 4 sẽ tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch giá vàng và thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp vàng và ngân hàng. Như vậy, gần như chắc chắn, lượng cung sẽ được cải thiện. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, nếu can thiệp vào thị trường vàng trong nước, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ dùng nguồn lực nào? Giải pháp đầu tiên có thể là xuất vàng từ quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia để tăng cung vàng. Tiếp theo là nhập vàng về. Với giải pháp đầu, liệu ngân hàng nhà nước có thể xuất được bao nhiêu vàng từ nguồn này để bình ổn thị trường? Số lượng vàng trong dự trữ ngoại hối không được ngân hàng nhà nước công bố. Tuy nhiên, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia trích dẫn số liệu từ một tổ chức cung cấp dữ liệu kinh tế CECIC cho thấy Tính tới tháng 5 năm 2020, vàng dự trữ ở mức khoảng gần 9,2 tấn, tương đương với khoảng 0,68% tổng dự trữ ngoại hối. Còn trên trang CEIC, Việt Nam có vàng dự trữ gần 650 triệu USD tính tới tháng 10 năm 2023. Nếu tính mức giá khoảng 1.970 USD trên Now's hồi tháng 10 năm 2023, thì Việt Nam có tổng lượng vàng khoảng 10,3 tấn. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo – giá vàng có thể sẽ xuống mức bao nhiêu nếu ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng ra thị trường. Rất khó có thể trả lời chính xác khi không biết ngân hàng nhà nước sẽ cung ứng ra thị trường bao nhiêu vàng từ nguồn dự trữ khoảng 10 tấn theo ước tính trên cũng như vàng có thể nhập thêm về. Trên thực tế, hầu hết ngân hàng trung ương phải duy trì một lượng vàng nhất định. Do vậy, khả năng tỷ lệ vàng có thể chỉ rút về mức 0,5% dự trữ ngoại hối, tương đương bán ra khoảng 2 đến 2,4 tấn, một con số không đáng kể so với nhu cầu nắm giữ của dân chúng khi trong nước lên cơn sốt vàng. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước có thể để doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu vàng. Tuy nhiên, điều này có thể tác động đến thị trường ngoại hối trong nước, tăng tỷ giá khi doanh nghiệp phải mua gom USD để nhập vàng. Lần lại lịch sử, sau khi nghị định 24 được ban hành năm 2012, trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục tổ chức 76 phiên đấu giá thầu vàng với phiên đầu tiên hôm 28 tháng 3 năm 2013. Tổng cộng bán gần 70 tấn vàng, thu về cho ngân sách khoảng 8.000 tỷ đồng tranh lệch, qua đó cũng ổn định tương đối thị trường vàng. Sau vài tháng đấu giá, giá vàng từ mức 43 triệu đồng một lượng đã về có lúc 36 triệu đồng một lượng, tương đương giảm 23%. Hiện giá vàng thế giới rất khó lường và biến động theo những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, Iran, Israel tại Ukraine, cũng như chính sách tiền tệ của Mỹ và nhiều nước khác. Nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ có thể lập đỉnh mới trong nửa cuối năm 2023, có thể là 2.500 USD trên ao, thậm chí 3.000 USD trên ao, quy đổi tương đương hơn 92 triệu đồng một lượng. Một điều cũng đáng lưu ý là nếu cho nhập vàng, dự trữ ngoại hối bằng USD sẽ giảm. Với mức giá 2.350 USD trên ounce hiện nay, mỗi tấn vàng nhập khẩu phải chi ra khoảng 75,5 triệu USD. Nếu cũng nhập 70 tấn như năm 2013, ngân hàng nhà nước sẽ cần khoảng gần 5,3 tỷ USD. Việt Nam có dự trữ ngoại hối khoảng 86 tỷ USD vào tháng 2 năm 2023 theo tính toán của CEIC. Thời lượng chương trình đến đây là kết thúc, những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.